Vậy là trước màn hình của bác chạy là chiếc tâm lớp 1 của Châu Thành sẽ đụng với chiếc xỉu me của chiếc Châu hay các bác chạy? Rồi hãy chờ hai chiếc đang song kè với nhau ha. Tâm lớp 1 hay xẻ me đây? Tâm lớp 1 bơi phía bên tâm lớp 1 coi phía bên màn hình bên tay trái của bác chạy ha. Vậy là xẻo me giành chiến thắng trước tâm lớp 1. Vậy là xẻo me giành chiến thắng trước tâm lớp 1 không các bác chạy? Tâm lớp 1 cố lên, tâm lớp 1 cố lên. Có liệu ai vậy? Vậy là phải cần đến công nghệ qua của bác chị ơi. Vậy là nhờ đến công nghệ qua. Vậy là cặp tiếp theo đó là tay tài phú của Mỹ Tú và salon của Mỹ Xuyên, salon 1 của bác chị. Vậy là chiếc salon 1 Mỹ Xuyên nằm phía bên tay phải màn hình của bác chị. Salo 1 nha các bác chị. Vậy là chiếc tay tài suốt của Mỹ Tú đã giành chiến thắng trước Salo. Ủa chiếc Salo giành chiến thắng trước tay tài suốt 1 thằng re luôn của bác chị. Vậy là chiếc salon đã giành chiến thắng